thấy hàng cũng con này. Nhiều nhá anh nhỉ? Ờ, thành nhiều lắm. Ui, vâng. Hai con liền, phải không? Con lên dưới phải không? Đi thôi. Yeah. 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 Yeah.
Em ở đây chờ anh đi lên chặt nhé. Vắt. Còn to ấy là to. Đây anh cũng con đây. Wow. Đấy vậy. Vứt đi. Chặt một đoạn này đi. Về ví của anh. Wow, quả ngon quá. Đây xí đây. Đó, nói xí đây.
Đỏ tím lên hết rồi. Cảm ơn nhé.
Lấy không? Không hết bây giờ ấy. Lấy cái nào ấy? Lấy cái to. Lấy túi cho em đi. Vâng, em xin. Còn những cái này cân riêng chứ nhỉ, quên. Cái này. Đút vào. Ba ba, mua măng làm gì? Lấy nó lên. Lấy hết luôn đi em. Thì lấy nó lên. Của chị lấy hết nó. Lấy nó lên. Bao nhiêu tiền nhé? Cảm ơn nhé. Cảm ơn các em nhé. Cảm ơn nhé. Về được không ạ? Em ở nhà nhé. Anh đi chợ mua xăng. Anh đi về nhanh nhé. Cẩn thận nhé. Anh ấy toàn loại to này nhá. Có bé thôi. Có một loại thôi. Anh bán cái loại này thôi. Cái thức họ đặt có cả loại mỏng như mỏng trước nhỉ. Chú Sáu à? Ai chơi? Yeah.